Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Trong thời gian về làng Gừng, dự lễ cắt băng khánh thành cổng làng Gừng, tôi có đến thăm không gian vườn cảnh bonsai sân thượng của anh Đào Văn Thơm. Vâng, chào anh Thơm nhé. À, chào các bác quan khai nhé. Một không gian nhỏ hẹp ở trên sân thượng thôi, nhưng mà với cái đam mê của mình là một thành viên câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Cửu An, huyện Thanh Miện. Anh Đào Văn Thơm cũng xây dựng cho mình được một số những cái tác phẩm chủ yếu là tầm nhỏ và mini. Bởi vì lối chơi bonsai sân thượng thì không thể chơi những cái tác phẩm lớn được. Qua cái nét đẹp của một vài tác phẩm Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn và qua số điện thoại của anh Đào Văn Thơm ở trên màn hình ở phút đầu và phút cuối để chúng ta cùng nhau giao lưu. Tôi cũng gặp rất nhiều anh em bạn có cái vườn bonsai sân thượng. Đặc điểm chung của chúng ta là chơi những cây nó cô đọng, rất là phong phú. Mặc dù chỉ là những cây phôi thôi, nhưng mà ngay từ những cái nét chọn lọc từ ban đầu, anh Đào Văn Thơm đã chọn cho mình một số những cây phôi rất là đẹp, có cái tương lai phát triển rất tốt. Ví dụ như cái phôi si này. Và anh có cái nhìn nhận ngay từ lúc đầu khi tiếp cận để đón những cái phôi si về chơi, thì đây là một cái phôi si tầm nhỏ, một người bê nhẹ nhàng, nhưng mà cái phần bệ thân rất là đẹp, nổi cộm lên những cái u cục và bóng của một cái phôi si rất là có tương lai. Chậu này chậu Tàu. tàu cũ rồi đấy, Đấy. chậu đẹp đấy. Vâng, địa chỉ vườn là ở làng Gừng, thôn Thụy Lâm đúng không anh? Xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương. Anh bê chuyển mặt trái của cây sang chúng ta xem này. Không, lại đặt vào đấy, đứng bê nặng, bê bởi vì tôi quay lâu mà. Tôi bảo anh chỉ có xoay đấy, đây là phía đối diện để chúng ta quan sát này. Đấy. Một cái phôi si rất là đẹp. Và bên cạnh đó là cây trà Phúc Kiến. Tiếp theo đến là cây tường vi. Tường vi thì mùa đông này chúng ta chơi sau khi trút hết lá già đi, có thể anh tiếp tục anh vặt cho bằng hết anh ạ. Chừng để đừng để nó lơ thơ. Sau đó đến mùa xuân thì đâm những cái chỗ những cái lộc ra đỏ rực đẹp lắm. Đấy, thế và để đón hè cái thì có hoa rất đẹp. Cho nên là chơi tường vi người ta chơi được 4 mùa ấy. Chơi sương, chơi dăm, chơi lộc và chơi hoa. Đấy. Đây là cây tường vi. Bên cạnh đó tôi thấy anh có một cây dưới mà cái ngạc nhiên nhất khi tôi ngắm. Một cây dưới có cái đường đi của thân rất là cổ kỳ, rất quái. Đó là cây dưới mà lá nhỏ tí xíu thôi. Đây. Chúng ta quan sát cái lá dưới này.
lá rất đều và nhỏ, không như những cái mầm phát triển sau này thì lá to. Và đây là cái quá trình làm lâu năm tạo răm nhiều và lá đã khô lại nhỏ như thế này. Đây là cây dáng rất là kỳ quặc, những cái đường đi của thân nhìn rất là bắt mắt, có những chỗ điểm vuông chữ triện đẹp quá. Đây, chúng ta tiếp tục. Anh Thơm đã quay cái hướng này để chúng ta ngắm tiếp này. Cây dưới hay quá. Cây này mà nếu mà có giao lưu giờ anh lấy giá bao nhiêu? 15 triệu ạ. 15 triệu ạ? Vâng, cây dưới hay thật đấy. Tiếp theo là một cây sam hương dáng thác đổ. Cái chiều đổ của sam hương trải dài ra, cảm tưởng như là một dòng thác. Tuyệt vời. Mùa này lá hơi rụng. Không, sam hương mùa đông thế anh ạ. Sam hương mùa đông rồi nó ngủ mà, cho nên lá rất thưa. Đến mùa hè thì mùa xuân thì phát triển lộc mới lên thì sẽ tuyệt vời luôn. Cây nhà tôi nó cũng sơ xác như này mà. Vâng, cây này nếu mà có giao dịch thì giá bao nhiêu anh? 25 triệu ạ. 25 triệu, tuyệt vời quá. Đúng, cái chậu đã tầm 4 triệu. Chậu tàu. Chậu tàu. Vâng, cái chậu gốm tàu. Cảnh tư quý hay quá. Và chúng ta đến tiếp cùng cái phôi si nữa. Và cái này thì còn đang hoàn thiện dần. Đây là cây cẩn thăng. Chúng ta đi lần lượt nhé, kể cả những cái tác phẩm bé bonsai mini, ví dụ như những cây si búp đỏ như thế này. Và đó là những cây một tay bê. Và đây là cây mai chiếu thủy. Đều là những cây một tay bê. Cây mai này giá bao nhiêu anh ơi? Cây mai giá 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi ạ? Và quá đẹp. Côn. Và đây tiếp một cây cần thăng nữa. Cây cần thăng này mà giao lưu giá bao nhiêu anh? Cây này 2 triệu rưỡi ạ. 2 triệu rưỡi ạ? Vâng. Hợp lý thôi. Vâng, chúng ta đến tiếp với một số những cái phôi xanh. Và đây là cây xanh mà
với kích thước là lớn nhất trong vườn anh, trong cái sân thượng chơi bonsai của anh Thơm. Và bên cạnh đó là một cây tùng La Hán. Cây tùng đẹp mà. Cây tùng này mà giao lưu thế nào anh? 9 triệu rưỡi à? Được quá. Cây này quá được. 9 triệu rưỡi, ok. Và tiếp đến chúng ta chia sẻ một tác phẩm Lộc Vực Giáng Huyền. Cây mai chiếu thủy. Đây là lưu đa đen. Vâng. Tiếp tục với những cái phôi si nữa. Cái phôi si này nhìn hay quá nhỉ. Nó có những cái cột kèo bắc cầu. Nó lành cây. Si, dòng si này thì ít dễ. Nhưng mà thân rất nặng. Rất là trau chuốt. Cái bệ si này mà giao lưu giá bao nhiêu anh? 35 triệu à? Vâng. Thế còn bệ bên này nữa. Đây, tôi quay với các bạn một cái bệ tầm nhỏ này. Đẹp quá. Vâng, si búp đỏ, ba vai. Bệ cũng 35 triệu. Cũng giá 35 ạ. Giá 35 triệu. Và kế tiếp là một cây xanh dáng hoành. Vâng, thân hoành đưa ra rất xa. Bệ già vàng óng hết. Cây xanh này mà giao lưu giá bao nhiêu anh? 30 triệu. Cây này 30 triệu. Vâng. Ở đây là cây bưởi quế. Cái này và chúng ta đến một cái phôi xanh. Anh đã đang đón những cái mầm thở để tạo vị trí đóng tay. Một cái phôi xanh cút kít rụt rịt lại. Tương lai của những cây xanh mini rất hay.
những cây chỉ có một người bê nhẹ nhàng. À, nhưng mà đây anh đang để những cái mầm chờ, những cái mầm chắc là để cho nó đậm thêm một chút nữa là sẽ tạo điểm để chia lấy răm, chia bông thôi. À, nhưng mà cái phôi này mà giờ giao lưu thì giá nào anh? Phôi này giá 10 triệu ạ. 10 triệu, phôi đẹp quá. Phôi đẳng cấp ấy. À, chúng ta đến với một cây ngọc bút. À, thoạt nhìn cây ngọc bút tôi thấy có một cái điểm rất là cần phải bàn cãi đến. À, đó là cái điểm giao thân của một cây ngọc bút phu thê. Đây. Hai gốc khác biệt. À, phía dưới phần rễ có một cái chỗ giao nhau. Không biết là cái rễ này là của cây nào, nhưng chỉ biết được nối từ hai cây. Và phía trên đây cũng có một điểm giao nhau. Một cây ngọc bút rất là già rồi. À, cái độc đáo ở cái nét đó. À, như chúng ta vẫn hay có cái tên mà các bác hay đặt là phu thê giao bái. À, cũng có thể gọi ở đây được đấy. Cây ngọc bút này giao dịch giá bao nhiêu anh nhỉ? 8 triệu rưỡi. Vâng. Quá già. Và bên cạnh đó một cái phôi si ba vai. Anh vén bỏ cái tre gốc đi. Đấy, được rồi. Thế là sau này đoạn tre sao. Mà bây giờ cũng không cần tre nữa đâu. Bây giờ đừng tre nữa. Để cho nó thoáng đi. Và phôi si ba vai được đặt trong một cái khánh rất hợp lý. Vừa vặn. À, chơi những cây tầm nhỏ đặt đâu cũng được, một người bê đây. Phôi si này báo giá bao nhiêu anh ơi? Phôi si này báo giá 7 triệu 500. 7 triệu rưỡi. Và đúng là nó hoàn thiện cái ngọn. Vâng, còn cái quả phụ đó rồi. À, phía dưới tôi thấy anh có một cái cây đề trắng. Form cây cũng đẹp đấy. Cây đề trắng mà giao dịch thì giá nào anh ạ? Cái này giá 3 triệu 9. 3 triệu mấy? 3 triệu 9. 3 triệu 9 à? À thế sao không 4 triệu hoặc là 3 triệu rưỡi đi? Nó có cái quân số 9. Hay đó. Cây đề trắng rất là mịn cây. Rồi. Và tiếp đến một cây si bám đá. Si là si tay chuột đây. Cái si này giá bao nhiêu? Cái này 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi, vâng. À, đây là cây sam hương. Thân rất là nghệ thuật. Đường nhấn đẹp. Rồi. Cây sam hương này giá bao nhiêu? 4 triệu 500. 4 triệu 500. Và bông. À, chúng ta đến với một cây sam bông giá huyền. Cây sam bông này giá bao nhiêu anh? Cây này cũng 4 triệu 500. 4 triệu rưỡi. Và được đấy.
Và đây có một cái tác phẩm rất là bất ngờ, đó là cây trang đỏ. Bất ngờ không phải là vì cây đẹp hay thế nào, chúng tôi thấy bất ngờ nhất ở cái bình. Cái bình này thì như anh Thơm có tiết lộ là một cái bình cổ, với cái thời gian chơi khá lâu rồi, rêu phong đã bọc kín hết cái bình hết. Đấy. Kể cả thân cây cũng đã được bọc hết rêu phong. Dạ, một người bê nhẹ nhàng. Với cái giá giao lưu cây này bao nhiêu anh? 2 triệu ạ. 2 triệu ạ. Tất cả. Và cây này quá hợp lý đấy. Tôi nghĩ là 2 triệu chơi một cái tác phẩm bonsai đẹp như thế này quá xứng đáng. Và đây là cây mai chiếu thủy. Cây này thì bao nhiêu? Cây này 2 triệu. 2 triệu. Và cây xi bám đá. Tay chuột. Xi tay chuột. Trông như là những cái sợi dây này. Nói về những cây mini, chúng ta còn thấy có cây sam trái này, đang rất nhiều trái đây. Đấy, đấy, anh Thơm đã đưa lên một tay. Cây này giá bao nhiêu? Cây này giá 2 triệu, sam trái. Giá 2 triệu, rồi. Chín đen xì đây. Quả rất nhiều. Dày đặc nhá, nhất trí. Thế còn cái cây mai chiếu thủy ở giữa đây, cây này giá bao nhiêu? Cây này cũng 2 triệu. Cũng 2 triệu. Ok. Xong hết rồi. Vâng. Còn cây này là cây trang gì? Cây trang thì nó... Cây này hơi yếu. Hơi yếu. Vì là mùa rét. Thôi bỏ qua. Bỏ qua. Lúc nãy tôi chưa hỏi anh có giao lưu cái phôi xi này không? Cây xi này thì nó chưa thành cây. Rồi để chơi đã phải. Để làm tiếp phải. Vâng. Rồi. Bác quay cây xanh quê. Chúng ta đến với một cái phôi xanh quê. Nói là xanh quê nhưng mà phải chất cốt quá đẹp. Rất là già. Cái phôi xanh này giờ giá khoảng bao nhiêu? Giá 30 triệu ạ. Giá 30 triệu á? Vâng. Già đẹp như cực. Được rồi. Vâng, và bây giờ Đỗ Sinh cũng xin chia tay với vườn cảnh anh Đào Văn Thơm ở làng Gừng, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương. Xin cảm ơn anh nhé. Vâng, và Đỗ Sinh cũng đăng tải số điện thoại của anh Đào Văn Thơm ở trên màn hình phút đầu phút cuối để chúng ta cùng nhau giao dịch. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống, vui với đam mê bonsai nghệ thuật và xây dựng một cái không gian vườn của chúng ta ngày càng đẹp hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.